góp ý vào dự thảo bộ luật lao động sửa đổi. Trong phiên đàm phán ngày 23 tháng 10, nhiều phần đại biểu ưng ý về việc ngày càng tăng một ngày nghỉ có hưởng lương nhưng không ưng ý lựa chọn ngày 27 tháng 7 mà đề xuất chọn ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 hoặc một ngày khác. Đại biểu Mai Sĩ Đi, tỉnh Thanh Hóa ưng ý nghỉ ngày càng tăng một ngày và nên nghỉ vào dịp Tết Dương lịch để kỳ nghỉ này có hai ngày, thay vì một ngày như hiện thời. Lý giải lựa chọn của mình, đại biểu Mai Sĩ Đi cho rằng, Tết Dương lịch là thời gian kết thúc một năm làm việc mệt nhọc. Tăng thêm một ngày là hợp xu thế và là điểm ưu việt để người công tích có thể thăm hỏi người thân, đi du lịch. Ngoài ra, ông Đi cũng kiến nghị có thể để hai phương án là nghỉ vào dịp Tết Dương lịch hoặc ngày gia đình Việt Nam để Quốc hội lựa chọn. Chọn ngày 5 tháng 9 hay 28 chia 6 làm ngày nghỉ ngày càng tăng. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn Đô thị Hà Nội cũng đồng ý té sung thêm một ngày nghỉ và đề xuất nên nghỉ ngày 28 tháng 6, ngày gia đình Việt Nam để người công tích có thời gian nghỉ ngơi, để mắt gia đình, con cái. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, gia đình là tế bào của xóm hội. Gia đình hạnh phúc là non sông hạnh phúc. Có thêm một ngày nghỉ để gia đình được nghỉ ngơi, gắn kết, sum vầy là rất cần thiết. Ngoài ra, xóm hội Tân Tiến hiện thời mang đến cho nhân loại đời sống toàn diện tiện nghi hơn nhưng cũng đầy cạm bẫy. Tổ ấm đang bị tác động trực tiếp, gián tiếp, có lý, vô lý làm lung lay sự bền vững, gắn kết nội tại. Gia đình bền vững thì non sông bền vững. Việt Nam đã có ngày nghỉ 10 chia 3 âm lịch để dỗ tổ các vua hùng, ngày nghỉ 2 chia 9 là ngày dành cho đất nước. Nếu được Quốc hội thông qua, từ nay chúng ta sẽ có thêm ngày nghỉ 28 chia 6 ngày gia đình Việt Nam sẽ là ngày dành cho tổ ấm, hạnh phúc, cho sự bền vững của gia đình thì đó là điều hợp lý và rất tiến bộ, đại biểu Đoàn Hà Nội nhấn mạnh. Còn theo đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn Vĩnh Phúc, cần có thêm 2 ngày nghỉ cho người công tích, gồm ngày toàn dân đưa trẻ đến trường 5 chia 9 và ngày 28 tháng 6. Theo đại biểu Tiến, ngày 5 tháng 9 có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh. Nhiều cháu thiệt thòi và bố mẹ cũng tủi thân vì không được đưa con em mình đi khai giảng. Nếu không được nghỉ 2 ngày mà phải lựa chọn một thì tôi chọn nghỉ ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ông Tiến nêu ý kiến. Dự thảo bộ luật lao động trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 đề xuất có thêm một ngày nghỉ có hưởng lương là ngày 27 tháng 7 hàng năm. Tuy nhiên, đề xuất này không được đại biểu ưng ý khi đàm phán tại hội trường. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung, trưởng ban soạn thảo dự án bộ luật đã xin rút đề xuất ngày càng tăng một ngày nghỉ và đề nghị giữ nguyên số ngày nghỉ lễ như hiện thời, không đề xuất thêm ngày nghỉ. Mặc dù vậy, quá trình lấy ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội về dự thảo bộ luật và kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều ý kiến kế tiếp đề nghị té sung điều khoản về việc ngày càng tăng ngày nghỉ hưởng nguyên lương đối với người công tích và chọn ngày gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6.